Xin chào anh em nhé, nay giới thiệu đến mọi người một con máy Shingu SV 3800. Máy khá là đẹp xuất sắc. Con này thì mọi người muốn cân nặng mà gọi là nhẹ nhàng tầm 4,5 kg thì nên sử dụng con máy này về để đi khai thác. Để cưa gia đình thì dùng con máy này thì quá ngon rồi, không phải suy nghĩ gì cả. Còn đối với anh em mà muốn đi khai thác mà sử dụng con này thì với công suất vừa 38cc, nít tầm 40 thì anh em dùng con này thì khá hợp lý ha. Đây thì mình thấy cái xích này cũng mòn rồi thì mình sẽ bù cho nhau một xích khác ha. Tặng sợi xích này và đưa cho mình sợi xích mà zin bãi giống như này luôn ha. Xích này là xích chung 325 anh em nhé, làm nhông, làm phải cắt được 4 tấc. Hai ốc chân làm đầy đủ ha. Còn tay thắng này thì nó chắn thôi chứ nó không có sử dụng được. Con này thì nó có một cái van giảm áp giống như một cái trợ lực, anh em giật máy là lưu ý. Riêng cái đời máy này anh em phải lưu ý rằng khi khởi động máy là phải ấn van giảm áp. Còn nếu trường hợp anh em không ấn này, anh em giật thì sẽ bị nhiều khi nó hư cái buli trong này rất là nhanh ha. Nên anh em phải lưu ý vấn đề đó. Máy móc thì mình cam kết anh em là hàng chuẩn 100% là bãi nội địa của Nhật nhé, đúng Nhật Bản, sản xuất tại Nhật luôn. Shingu SV 3800. Mình khởi động tiếng máy cho anh em nghe. Tầm con Estin 382 ra cho anh. Tí anh quay xong cái này nọ. Đó này, anh em cứ ấn đây, kéo e ra anh em giật. Đó, nó nổ cái là đẩy e vô. Còn đặt xả áp ra tiếp. Chết hai cái bô e, ốc bô e lại. Chết lại đi, chết lại. Con này đi khai thác quá chuẩn rồi anh em nhé. Tắt bao sướng luôn. Con này thì mình bán cho anh em với giá là 3 triệu nhé. Anh em kết thì alo số điện thoại mình 0974 644 973. Cảm ơn anh em theo dõi video. Xin chào anh em.